Chào các em, hôm nay chị sẽ hướng dẫn cách mọi người có thể học được từ vựng từ các bài Reading IELTS trên Enjoy Epic App nhé. Thứ nhất, đó là cách mình có thể mở các bài Reading này trên Epic. Thì với mỗi một đề Reading thì cô giáo hoặc Enjoy sẽ gửi các em một link website tương ứng. Chúng ta sẽ copy paste đường link này. Mở Enjoy Epic App. Vào phần Material, sau đó đến phần Đọc. Rồi sau đó các em sẽ click paste đường link này vào ô tìm kiếm. Ok. Vậy là chúng ta đã có thể sẵn sàng học từ vựng từ bất kỳ bài reading nào trên Epic rồi. Nội dung tiếp theo chị sẽ hướng dẫn hai phần. Phần thứ nhất là các em có thể vừa đọc và vừa luyện nghe bằng cách là click vào phần ô kính để nghe về chế độ để đọc về chế độ tập trung. Sau đó thì các em sẽ click vào một từ bất kỳ và ấn vào icon. Labrador and London lie at about the same latitude, but Labrador is frigid. Đó, vậy là chúng ta có thể vừa đọc và luyện kỹ năng nghe với các bài reading ở trên IELTS. Phần thứ hai là phần quan trọng nhất, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm cách để có thể học từ vựng một cách hiệu quả nhất nhé. Trong quá trình đọc thì khi bất kỳ chúng ta gặp một từ mới nào thì mọi người sẽ click vào giúp chị. Sau đó chúng ta sẽ nghe xem nghĩa tiếng Anh này hoặc là kéo xuống chữ VN để xem nghĩa tiếng Việt của nó nhé. Tiếp đó chúng ta sẽ ấn lưu vào để sau này có thể chơi game với từ vựng đó. Sau khi các em đã đọc và lưu tất cả các từ mới rồi thì chúng ta sẽ thoát ra ngoài để có thể chơi game với từ nhé. Mọi người chuyển vào thanh điều hướng phần practice giúp chị. Sau đó thì chúng ta sẽ vào xem sổ từ chúng ta đã từng lưu. Khi click vào một từ cụ thể thì chúng ta sẽ có thể thấy được độ khó này, độ thành thạo của chúng ta này và các ngữ cảnh của cái từ đấy trong đúng một cái bài reading mà chúng ta vừa lưu. Và bây giờ chúng ta sẽ thử chơi game với từ nhé. Mọi người sẽ click vào cái icon game này giúp chị. Chúng ta có hai cách là mọi người có thể chọn bất kỳ cái game nào mà mọi người thích, hoặc là mọi người có thể chọn phần thử thách ngày và click vào phần chơi ngay. Đây là phần game hỗn hợp cùng tất cả các game đã được liệt kê ở phần vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử cùng chơi game nhé. Equidistant. Equidistant. Khi chơi xong thì chúng ta có thể xem được phần đánh giá là với mỗi một cái từ ấy, đúng với một kỹ năng chúng ta đã thành thạo ở phần nào rồi. Và hàng ngày thì mọi người sẽ chỉ cần vào đọc này, tra lưu và vào phần chơi game với từ để được học tất cả các từ vựng từ bài reading. Và chúc mọi người sẽ học vui và hiệu quả nhé.